Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Cần Thơ. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, xin chào chương trình ạ. Vâng. Dạ, em tên Lương Thị Quý, em 35 tuổi. Dạ, em hỏi ông mà mỗi lần ông xã em đi gần thì em thấy dân sợ. Dạ, hỏi em có bệnh gì không? Em có cháu này 3 tuổi rồi. Vâng. À, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé. Xin mời chị Phượng. Dạ. Ơi chị, chào em. Dạ. Ừ, em có một cái băn khoăn rằng là hiện tại là em cứ mỗi lần mà chồng gần em thì em rất là sợ. Đúng không? Dạ. Dạ. Ừ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em 35 tuổi. À, 35 tuổi. Thế cái sợ này nó từ bao giờ hả em? Dạ, khoảng 1 năm nay. À, gần 1 năm nay. Ừ, em có biết rằng là lý do gì mà gần 1 năm nay, tức là em phải lấy chồng trên 3 năm rồi vì đã có con 3 tuổi đúng không? Dạ. Mà mới gần 1 năm nay em mới sợ thì cái lý do gì làm cho em gần 1 năm nay sợ? Mỗi lần mà gần thì nó bị đau. À, bị. Dạ, mỗi lần lấy gần thì em thấy run, thấy sợ. Ờ, tức là mỗi lần mà chung đụng thì em cứ thấy là bị đau, đúng không? Dạ. Và vì cái đau đấy cho nên rằng là em sợ. Dạ, nó đau cái lúc đó không? Chị có thể hình dung được như là cái đau rát do, có thể là do nó bị khô khan quá và nó làm cho bị tổn thương một phần nào đấy của cái bộ phận sinh dục ấy. Cho nên rằng là đến mai nó vẫn cứ còn, lúc đi giải hoặc là rửa nó vẫn cứ còn rát rát. Có phải thế không? Dạ. Thế thì mình có biện pháp gì không bác sĩ, hay là mình phải mua thuốc kiểu không? Rồi, thế thì bây giờ như này. Mới 35 tuổi và cái chuyện nó xảy ra khi mà em sinh con được 2 tuổi, đúng không? Tức là nuôi con được 2 tuổi và từ cái khi đó đến bây giờ em có bao giờ đi khám phụ khoa không? Dạ, em khám một năm rồi không có gì hết á. À, không có viêm nhiễm gì hết. Dạ. Ừ. Thế và khi sinh hoạt với chồng ý, thì em có cảm tưởng như là nó vẫn trơn tru như là trước khi em không bị đau không? Chưa, ấy như lại rằng là sợ rồi, cũng là chưa có gì hết á. Bây giờ để em có thể hình dung ra được và định hướng nhá. Cái thứ nhất, cái sợ nó có thể do yếu tố tâm lý. Mà yếu tố tâm lý thì nó có thể là từ cái việc mà cái hành vi làm tình của chồng ấy nó bạo quá, nó mạnh mẽ quá và nó không phù hợp với em, làm cho em thấy đau. Nhá. Làm cho em bị tổn thương. Tức là cái sinh lý đáng nhẽ là em phải từ từ này, em phải được đáp ứng này, tất cả mọi chuyện như là bộ phận sinh dục của em nó cũng phải được sẵn sàng, là mềm mại ra và tiết dịch, thì cái sinh lý đấy nó hoàn toàn bình thường và nó không đau đớn gì cả. Đó. Thế nếu mà do cái cách của chồng, hoặc là em đi khám thì họ bảo bình thường, thì cái khái niệm bình thường là không viêm nhiễm ở bên trong, nhưng mà cái sự tiết dịch thì nó có bình thường không, cả về phía em nữa. Đấy, thì nó làm cho em đau và em sợ. Cái thứ hai nữa là cái sợ nó có thể ám ảnh ở trong cái tâm tưởng của em ấy, trong cái tư tưởng của em là em có một cái chuyện gì nó làm tổn thương em, để cứ mỗi lần em nghĩ đến chuyện đấy chưa quan hệ, em đã cảm thấy rằng là các cái cơ nó co thắt và cái chuyện mà diễn ra như sinh lý bình thường ấy thì nó không thể đáp ứng được. Vậy, trước mắt nhé, em có thể thử bằng cái cách là xem có phải ở tại cái sự tiết nhờn và tại cái sự đáp ứng của chồng nó không phù hợp không, thì em phải nói chuyện thẳng với chồng thôi. Chồng có biết là em sợ không? Em đau không? Có. Thế và chồng nói sao? Cũng cách đây lâu lâu, không có thường xuyên. À, không có thường xuyên nhưng có nghĩa là vẫn có, đúng không ạ? Dạ. Thế và cái việc né tránh nó thì cũng, nó cũng không nên, bởi vì nếu mà lâu dài, em vẫn còn ít tuổi mà, 35 tuổi, lâu dài nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của lứa đôi ấy, của vợ chồng em ấy.
Vì vậy em phải đối diện thẳng đi, nói chuyện với chồng là em nghĩ gì khi gần chồng. Nó đau là nó đau từ trong cái tinh thần của em, cái này chỉ có em biết được nhé. Em phải trả lời được cái câu hỏi đấy là có phải do trong đầu em nghĩ cái gì đó không, để mà không tập trung vào cái khi mà quan hệ với chồng. Và cái điều này nó rất tế nhị và em phải trả lời bằng được. Thế thứ hai, nếu mà do nó không hòa hợp khi mà vợ chồng cạnh nhau ấy, thì em cởi lòng ra đi. Em nói với chồng đi là làm như thế này thì em khó chịu, làm như thế này thì em đau. Nếu mà khô quá thì mình có thể đi mua cái thuốc ở bên ngoài, bôi trơn ở bên ngoài để cải thiện. Em nhá. Đó, thế và chỉ có hai cách đấy thôi, thì em phải thử nghiệm trước và phải mở lòng ra, đối mặt với cái sự thật đi để mà cải thiện nó. Bởi vì cứ mơ hồ thì cũng không giải quyết được vấn đề nhé. Vâng, rồi. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.